Mến chào với cô chú anh chị đang xem kênh Lê Quý Bonsai nha. Thì hôm nay con cũng giới thiệu lại cái lô cây con hiện tại nha cô chú. Thì thật sự là con, thật sự với cô chú là bây giờ con đang rất cần tiền để xây sở đó, xây sở chuyện mua bán này kia đó, nên con cũng muốn thanh lý hết toàn bộ vườn đó cô chú đó. Thật sự là dàn cây này là con thanh lý là nói chung là giá là lỗ nha cô chú, lỗ hết chứ không có lời đâu cô chú ơi. Đó, làm cây ra thành phẩm gì cả năm trời mà hành lý hết đó, hành lý hết toàn bộ cây vậy đó cô chú. Tâm hạch con cũng có nè, rất là đẹp cô chú ơi. Đó, con muốn hành lý là con gom lại vốn còn làm chuyện khác đó cô chú ơi. Về cô chú dưỡng lại, về cô chú chỉ cần cơ tàn nha cô chú. Đó, ngắt tàn gì nè, là đâm thực mới nha cô chú. Tại mùa này hơi nắng quá, cây nó phúng không nổi cô chú ơi. Thì con muốn bán hết trọn vườn của cô chú. Thì trọn vườn thì tầm 200 cây nha cô chú, 200 cây đổ lại nha. Thì chậu như này, chậu như cây này, chậu như chậu 6 nè, là con có quên tiêu rồi, 55 chậu hay 56 chậu gì đó, hoặc sáu mấy chậu gì đó con quên tiêu rồi. Thì tổng cộng chậu sành này thì con có khoảng chừng 110 chậu nha, vừa chậu 6 mà và vừa chậu 5 rồi đó luôn cô chú. Thì có 110 chậu. Thì còn ở ngoài sau nữa, không quay cô chú xem mấy thằng chậu mũ sao nha. Đó. Thì cây này con bó, con chụp lại lại như là đừng cho nắng nó táp vô củ cô chú. Bộ đế rất là cao nha. Cây cao từ một mà từ mặt phân lên tầm 1,5 m, 1,6 m lên nha cô chú. Đó. Cây đế đẹp đẹp không cô chú ơi. Đế này rất là hiếm nha cô chú. Thì cô chú có thể tham khảo cục gạch nha, thì con có để cục gạch đó, chiều cao cục gạch đó cô chú, nó dài lên đó, một cốt nó có bông chấm chấm đó cô chú, nhưng mà mùa này nắng quá bông thật sự nó rất là yếu cô chú. Thì con muốn hành lý hết cô chú, lấy về cô chú dưỡng, cô chú bán à, cô chú chân biệt thự hay chân gì đó đó, luôn ba cái bự này luôn ngay cô chú đó. Con lại con rút vốn, thật sự là con đang rất cần tiền đấy, nên con xây sở công chuyện đó cô chú. Đó. Ủa, rất là to cô chú. Thì dàn trong năm đây nữa nè. Con hành lý là con lỗ ít nhất là cũng phải 100 á cô chú. 100 triệu nha, con lỗ á. Con hành lý lại con làm cái chuyện khác. Thì số điện thoại của con là 0939984842. Thì cô chú gọi trực tiếp cho con nha. Đó. Cây hiện tại như vậy đó cô chú, như trên màn hình nha, rất là đẹp cô chú ơi. Đây, trong đây nữa nè. Đó. Bông rất là bông luôn. Con vườn con chặt quá, tại con mới ôm lô phôi kia về. Lô phôi kia thật sự nó cô chú á, giá nó rất là cao, mình còn bán giá cũng rất là cao, tại mình mua giá cao mình bán phân cũng giá cao đó cô chú. Nắng quá nắng cô chú ơi, tàn hơi yếu. Cây này con ghép cả năm rồi cô chú. Thì chậu 6 này cô chú, chậu 6 dưới đây nha đó. Còn chậu mũ này con có tầm khoảng 80 chậu nha cô chú. Chậu mũ như này nha, có 80 chậu cũng ghép ngũ sắc luôn, cũng 6 màu, từ 5 tới 6 màu hết. Còn những lẻ tẻ này là con cho con tặng thêm nha cô chú. Đó. Lẻ tẻ nè, cho thêm luôn. Đó, giống như con nói trong video nè, cho thêm hết. Cô chú dọn vườn luôn. Dưới cây trắng phất hồng này nè cô chú. Thì con tặng luôn cô chú. Lấy con tặng luôn. Đó. Rồi con cho cô chú dọn vườn mà. Đó, mấy cây cẩm thạch này con cũng bán luôn, đưa luôn cái một, con mão hết vườn một cái một, một giá một cô chú ơi. Cô chú ủng hộ con thì liên hệ cho con. Đó. Thì dàn cho ngủ mà hôm nay cũng có ngũ sắc, có một màu có nha cô chú. Đây ngũ sắc cũng có mà một màu cũng có nha. Ngũ sắc con cũng có rất là nhiều mà sao đây. Đó. Thì cao tầm 1,5 m, 1,6 m, 1,7 m ăn lên chứ không có gì nào hấp hết á. Thì chậu năm này cô chú, chậu năm con còn nè. Đó. Thì bông cái này chưa có cô chú ơi, nắng quá nắng rồi. Mùa này cô chú không biết rồi, nắng dữ lắm nắng. Thì những phôi lẻ tẻ nhỏ này thì con tặng thêm luôn, cô chú lấy thì con tặng thêm luôn. Đó. Đó, cây này đẹp không, nó bông nè,
cây này nó cao quá nè đó, nên con nằm trong cái chậu năm đó, chậu năm này nè, nó quá nhỏ nên bắt buộc phải chổi lấy cây lên, còn không lên chậu lớn á, lên quá nặng nề rồi nên không có lên nữa cô chú ơi. Cây tàn đẹp đẹp không cô chú ơi. Thì con hành lý là cho cô chú dọn vườn thoải mái luôn, dọn hết luôn. Thì chậu này con có khoảng 70-80 cây nha cô chú. Nói chung từ 70-70 cây ăn lên nha cô chú, không có dưới nha. Đó. Dưới một màu luôn nha, chung luôn mấy cây một màu luôn cô chú ơi. Củ đế đẹp đẹp không à. Cái một màu này thì cốt nó từ một phân lên, từ một phân á, dưới đó đó. Thì lên tới trên đây thì nó tầm 1m6-1m7 nha cô chú, một cốt nha. Con một màu này con ghép từ năm ngoái tới nay là con chưa có thay phân thay bọng chân á, vậy cô chú chỉnh sửa. Dần xưa nó rất là đẹp luôn cô chú ơi. Nè. Cô chú nhìn cái bo nó bên lớn vậy cô chú biết rồi đó. Đó. Dần xưa rất là đẹp. Cam lửa nè cô chú. Đó. Con này là ăn mà sau này là một màu nha cô chú. Đó. Sakura cũng có, tím lửa cũng có nè cô chú. Nè tím lửa nè, cũng có nha. Sakura cũng có nữa nha. Đó. Cẩm thạch cho mũ cũng có nữa nha, con có đầy đủ hết. Thì cũng rất mong được cô chú ủng hộ con để về con làm cái khác cô chú ơi. Con làm công chuyện khác cô chú ơi, thật sự là con rất là cần vốn. Chứ lô cây này con nói cô chú là con bán là trên 300 triệu. Con mới có lời. Còn dưới 300 triệu con không có lời, nhưng mà bây giờ con xả cô chú chỉ 100 mấy thôi. Đó, thì 100 mấy đó cô chú. Mà hết toàn bộ vườn luôn. Con xả con làm lại cô chú ơi, mệt quá rồi. Con hết sức để con làm rồi. Thì máy này sale luôn, con cho hết cô chú luôn. Cho tặng thêm nè. Đó, tặng hết. Đó, đây. Tặng hết cho cô chú luôn. Còn mấy cái này luôn nè, chung luôn nè. Mấy mà này con ghép lấy giống nè. Đó. Cái đẹp đẹp không à. Đó, cam thạch. Đó. Mấy này là con tặng thêm cho cô chú hết nè. Trời, cô chú dọn hết mà. Nói chung dọn vườn rồi, cô chú có cây cô chú cứ lụm. Cam thạch này nó bị con làm lâu quá con không thay phân nữa cô chú. Nó hết chắc ăn rồi, chắc hết chắc ăn rồi đó. Cô chú về thay phân giùm con. Còn mấy cái này cũng mới thay phân không à. Mấy chậu bự này cũng mới thay phân không à, nên khỏi cần thay phân nha. Con mới thay phân mới không á, cũng hơn 10 mấy triệu từng phân á cô chú. Chậu này con lên con thay phân hơn 10 mấy triệu đó. Đây. Đây, rất là đẹp cô chú ơi. Rồi, con cũng cảm ơn cô chú đã xem video. Và con cũng rất mong cô chú ủng hộ con cái lô này để con có vốn con làm công chuyện nha cô chú. Thật sự con đang rất cần luôn cô chú ơi. Rồi, con xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú clip bán phôi nha.